Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cuốn Mắt thấy tai nghe của câu lạc bộ Diễn Trần Hà Nội. Cuốn này thì nó có một cái đặc điểm mà khác biệt với những cái cuốn khác ấy, là tập hợp tất cả những cái kinh nghiệm, những cái báo cáo, những cái ca mà đã thành công của những người mà đã chữa thành công cho những cái trường hợp bệnh cụ thể rồi thì người ta báo cáo ở đây. Đó, thì đây là một cái cuốn mà một sách thực tế thực hành. Đấy, các bạn có thể tham khảo để mình có thể đọc thêm. Đó. Rồi báo cáo những cái thành tựu nghiên cứu phương pháp diễn trần của câu lạc bộ Diễn Trần Hà Nội. Đấy, rồi có những cái bài viết, các kỹ thuật người ta nghiên cứu sâu thêm. Rồi ví dụ như ở đây là có thống kê này, những cái bệnh nhân này. Bệnh nhân Nguyễn Hồng Phong, 76 tuổi, trung tướng, bị zona thần kinh nửa mặt bên phải ăn lan ra mắt. Đấy, dùng làm như thế nào? Dùng một cục nước đá nhỏ bọc khăn áp vào các huyệt. Đấy, rồi đái tháo đường làm như nào? Rồi thần kinh tọa, đây là tất cả những cái bài báo cáo. Đấy, rất là nhiều những cái bệnh ở đây. Đấy, có tập 1 này, tập 2 này. Tất cả những tập đấy thì đều được tập hợp vào trong một cuốn. Rồi đây là có bài nói chuyện của cụ Trần Dũng Thắng này. Đấy. Đấy, bài viết rất là hay. Đấy, nói về những cái tính năng rất là ưu việt của diễn trần. Rồi những cái đặc điểm của diễn trần đơn giản này, dễ làm này, dễ ứng dụng này. Đấy, tập 3 này, tập 4 này. Đấy, 4 tập là tập hợp trong này. Tóm lại thì cuốn này là trình bày tất cả các phác đồ kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm thực tế của những người làm diễn trần thực tế. Các bạn muốn bổ sung về những cái kiến thức thực tế, những cái trường hợp thực tế thì các bạn đọc thêm cuốn này. Chúc các bạn thành công.